Hai vợ chồng mình đi du lịch ở bên thành phố Pattaya, Thái Lan. Thì tới đây các bạn muốn đi tới cái chợ trên cái Sùng Ba Lá như vậy nè. Thì các bạn kêu taxi hay là đi xe buýt gì đó, hay là đi đi chiếc xe tên Thái mà nó gọi là cái xe xà lỏn gì đó, tùng tùng xẻo đó, xe tùng xẻo đó. Thì các bạn đưa cái hình ra, các bạn tải xuống chụp ở trên Google đó, cái hình của cái chợ này nè, đưa cho tài xế coi rồi họ chở các bạn tới đây đó. Chơi mà giống như toàn bộ hết cái chợ này á, độ chừng tiền đi về khách sạn cho tới tiền vé đi vòng vòng ở đây luôn, cao lắm là 20 đô la Mỹ cho mỗi một người. Mình nói là giá cao nhất nha các bạn, mình nói trừ hao nha, cho mỗi một người là cao nhất là 20 đô la. Thì các bạn vào đây không phải là cái xuồng ba lá này không, mà một hồi nữa họ sẽ chuyển mình đi tới qua một cái xuồng có cái máy giống như ở Việt Nam mình gọi là cái giỏ lãi đó. Bây giờ là bắt đầu tụi mình bơi bơi xong rồi bắt đầu một hồi nữa cái đi đi qua cái xuồng cái giỏ lãi của cái máy chạy tịch 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 tịch. Hiện bây giờ là hai bên là họ bán giống như là đồ ăn thức uống vậy nha. Nếu mà mình muốn ăn uống cái gì thì mình yêu cầu cái ông bơi này nè, ông tấp vô. Thì các bạn vào trong cái chợ nổi này đó, khi mà các bạn vào cửa mua vé vào cửa đó thì họ sẽ hỏi thăm là bạn muốn mua nguyên cái package, giống như là mình muốn mua vé rồi đi vô trong, nó giống như là đại khái bên Mỹ mà cái Disneyland vậy đó các bạn, mình mua vô là mình chơi miễn phí hết giống vậy đó, gọi là mua mua bao trọn gói đó, mình không mua bao trọn gói. Thì các bạn trả nó 200 tiền Thái Pass là 7-8 đô Mỹ gì đó. Mệt á, sức nặng á. Còn ông này ông hai người, cái anh nghe cái ông kia đồng ý cười khoái chí cười hề. Rồi các bạn mua vé mỗi một người là 200 pass vào cổng cái chợ nổi này. Sau khi các bạn vào trong cái chợ này đó thì nó có nhiều cái chương trình cho mình tham quan. Đặc biệt là ở trong đây họ có nhiều cái bánh nước uống đồ cho mình, chẳng hạn như nước dừa, mà kiểu như nước dừa mà ở bên Campuchia nó gọi bằng cái nước dừa vậy đó các bạn, mà ở Việt Nam mình không có đó. Rồi nó có cái món chuối chiên các bạn ngon lắm. Rồi bắt đầu mình đi chụp hình Cái mình thằng kia nói cái chợ này lớn lắm, mày trung bình là mày phải mất 2 tiếng mấy mới xong. thì mình mặc cái đồ Thái vô đó, cái dịch vụ chụp hình đó các bạn, họ có quần áo đó mình mặc vào mình chụp thì họ lấy tiền phí mình. Đại khái là các bạn tốn cái tiền vé mỗi một đầu người là 200 pass 7-8 đô gì đó, 7-8 đô Mỹ gì đó. Các bạn vô đây các bạn muốn chụp hình thì các bạn trả tiền cho chụp hình. Nếu mà các bạn muốn ăn uống thì các bạn ăn uống, còn các bạn muốn đi lên bơi xuồng ba lá thì các bạn bơi xuồng ba lá, còn các bạn muốn đi vỏ lãi thì các bạn đi vỏ lãi. Đó là trong cái chợ nổi này là nó có đầy đủ hết á, mình tham quan rồi mua sắm quà lưu niệm gì đó. Thì cái người mà bán vé ngoài cổng người ta nói đi hết cái chỗ này là có khoảng chừng gần 3 tiếng đồng hồ. Thì hai vợ chồng quất đi đâu cả 4 tiếng vậy đó, tại vì vừa đi vừa nghỉ mệt vừa ngồi ăn đó đó. Tên cầu tình yêu.
Cái cầu mà các bạn đang thấy nó gọi là cầu tình yêu đó. Có một giai đoạn hai vợ chồng ngồi, nó có cái dịch vụ mà mình bỏ cái chân vô đó các bạn, cho mấy con cá nó lại nó rỉa da đó, ra chết đó. Đó, ngồi đó cũng cả buổi nữa thì nhiều khi mình đi vô đây mình ở cả ngày cũng được. Thì giống như hồi nãy Quốc có nói thì tiền vô cổng rồi tiền mình lấy taxi, kiểu như mua vé mà đi xe tùng xẻo đó chở về khách sạn của mình đó. Thì nếu mà hai vợ chồng thì các bạn thủ có chừng 50 đô. Một người 25 đô, 20 đô là bao tất cả luôn đó. Tiền vô cổng rồi tiền đi xe buýt xuống đây rồi tiền đi vô mình ăn uống rồi luôn á. Tại vì ở bên Thái Lan nó cũng như Việt Nam mình vậy đó, mình uống một ly nước thì có khoảng 3-40 ngàn, 2-30 ngàn, 15 ngàn tiền Việt Nam nếu mà tính ra tiền Việt Nam á. Rồi ăn cái bánh chuối chiên thì cũng cỡ chừng 5-10 ngàn tiền Việt Nam vậy đó. Thì hai vợ chồng mà bọc tới đây 50 đô là tới đây là chơi thoải mái. Đó thì nếu mà các bạn không có thích ngồi xuồng ba lá thì các bạn đi qua, các bạn đi vỏ lãi. Nói chung thì cái khu đi bộ này nó cũng làm cho mình tập thể lực lắm. Mình đi như vậy nó cũng khỏe lắm các bạn. Đi mỏi chân lắm, mình đi vòng. Rồi hai vợ chồng băng qua cái làng mà nó dựng lại cái văn hóa của Thái Lan đó. Nó làm những cái bức tượng đó. Giống như là nó nói hồi đó người Thái sanh sao, phải khi sanh con phải cắt rúng sao, phải nằm đốt than sao, họ giả chài, họ nấu ăn sao. Đó là nó có nguyên một cái làng vậy đó. Nó không, dựng lại ở đây nó có cái sông trong cái chợ này thôi à. Cái tàu kia thì mua vé riêng. Ý Quốc nói là các bạn vào đây các bạn đi một cái dịch vụ là các bạn phải mua vé riêng. Tại vì lúc ở ngoài cổng là người ta hỏi mình có mua cái chọn gói không, mà mình từ chối. Mình chỉ có đi vào cổng thôi. Tiền vào cổng là 200 baht. Sau khi mình đi vô rồi đó thì nó có cái dịch vụ vỏ lãi thì mình trả tiền cho vỏ lãi riêng. Xuồng ba lá thì đại khái là mấy cái nhà mà mấy cái người mà người ta làm mà kinh doanh ở trong đây đó. Cầu tình yêu. Mà ở trong đây họ cũng có biểu diễn nhạc sống nữa các bạn. Giống như cái quầy mà người ta ngồi xuống người ta ăn á, ăn uống đó rồi nó quýnh giật sống, nhặt sống. Rồi có một đoạn nó nhảy nhạc giống như nhạc go bệt rồi vậy, giải trí đại khái. Nói chung là đi vô trong đây chơi vui, đáng đồng tiền. Ở trong đây nó bán trái cây cũng giống như ở Việt Nam mình chứ, đầy đủ hết đó. Tới cái chỗ cũ. Mấy ông Tây mà cao quá đi ngang cái cầu này phải mọp xuống. Cái nước nó lớn.